Kính thưa quý vị, mỗi lần năm mới đến, chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao. Vì vậy Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ tương lai và sẽ bày tỏ điều Ngài muốn cho con dân Ngài. Nên những lời tiết lộ của các vị tiên tri của Ngài phải được suy xét cẩn thận. Kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn Mục sư Trung Tư Bửu, quản nhiệm Hội Thánh Khởi Đầu Mới ở thành phố Houston, Texas về những điều Đức Chúa Trời cho biết sẽ xảy ra trong thập niên tới. Con kính chào mục sư và cảm ơn mục sư đã trở lại với chương trình. Chào cô Dự Thảo, kính chào tái ngộ quý khán thính giả. Thưa mục sư, cứ mỗi năm, đầu năm đến thì người ta vẫn tiên đoán tương lai, mà thường là tiên đoán sai bét. Trong các số vị mục sư được gọi là có ơn tiên tri, thì từ trước tới giờ có ai đáng được tin cậy không ạ? Những cá nhân được người ta tâng bốc là tiên đoán tương lai rất chính xác, thì hầu hết các lời tiên đoán của họ đều sai trật. Họa hoàng lắm mới có vài điều đúng, giống như chó ngáp phải ruồi. Ví dụ vào năm 2016, có ông đoán Donald Trump sẽ đắc cử. May mắn là ông ta chọn trúng một trong hai kết quả. Nếu ông ta đoán sai thì chẳng ai phê bình. Các vị tự xưng là tiên tri của Hội Thánh thì cũng thường nói sai. Chỉ những người nào không tự xưng mình là tiên tri, nhưng chỉ nói những gì mình được Chúa sai nói, thì những vị ấy mới thật là tiên tri của Đức Chúa Trời. Bởi vì nhiều lời tiên tri do các mục sư được mặc khải tiết lộ trong mấy năm qua đã được những sự kiện thời sự trên thế giới chứng nhận là chính xác và đáng tin cậy. Thưa mục sư, hồi đầu năm nay có ai cho biết điều gì mới sẽ xảy ra hay không? Từ đầu năm 2020 tới nay, đã có một số vị tiết lộ các lời tiên tri mà họ nhận được từ thiên đàng. Trong đó lời tiên tri tổng quát cho thập niên tới được đặt tên là thập niên thần thượng, tiếng Anh là Divine Decade. Sẽ có những việc bất ngờ bị phanh phui, thì không do mưu định hay sự can thiệp của con người, nhưng là việc làm của Thiên Chúa phơi bày những người gian ác, những kế hoạch cùng những nhóm người thuộc về thế lực tối tăm chống lại các chương trình của Chúa. Họ đều sẽ bị sửa trị thích đáng với tội ác của họ. Ngược lại, những người lương thiện, các tổ chức và những việc làm tốt lành tiêu biểu cho ánh sáng và chương trình của Chúa trên trái đất này sẽ được Chúa ban phước. Thưa mục sư, thì người ta nói những lời đó có đáng tin cậy hay không, hay là chỉ những lời bói nhỏ mà thôi? Người cho biết những lời trên là bà Kate Kerr, người đã được Chúa cho biết trước những điều không ai dám nghĩ là sự thật, thì đều đã xảy ra. Ví dụ, bà đã nói trước nhiều lần trong suốt năm 2016 rằng Đức Chúa Trời cho biết Trump sẽ đắc cử vẻ vang. Lúc ấy mọi người đều cười nhạo, khinh bỉ, chê bai, nhưng bà vẫn cứ nói một cách vững vàng vì bà biết đấng đã bày tỏ điều ấy cho bà không bao giờ nói sai. Trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2018, bà lại cho biết trước hai miền Nam Bắc Hàn Quốc sẽ bắt đầu các động thái tiến tới thống nhất đất nước, là điều mà người thế gian nghe đều nực cười, vì người ta nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ không xảy ra khi ở Bắc Hàn còn chế độ Cộng sản. Thế mà đùng một cái, hai miền Nam Bắc tiếp xúc rồi Tổng thống Nam Hàn được tiếp đón linh đình và thân tình khi Kim Jong-un mời ông và phu nhân đến thăm Bình Nhưỡng. Sau đó, không ai ngờ Tổng thống Trump và Kim Jong-un gặp nhau ở Singapore. Thưa mục sư, vậy thì Đức Chúa Trời thường cho biết trước bao lâu về những việc sẽ xảy ra trong tương lai? Vậy điều mọi người đều quan tâm bây giờ là kết quả cuộc bầu cử năm nay ở Mỹ thì sẽ ra sao ạ? Chúa biết là những người Mỹ chân chính và ngay thẳng sẽ thắc mắc và lo lắng không biết những thành tích tốt và sự thịnh vượng của nền kinh tế Mỹ có dài lâu hay không. Vì Tổng thống Trump bị nguyên bộ máy cánh tả gồm có Đảng Dân Chủ Mỹ, hệ thống báo chí truyền thông, giới khoa bản phóng túng, các công ty kỹ thuật khổng lồ và kỹ nghệ phim ảnh giải trí, tất cả đều có quyền lực khủng khiếp súng lại đánh phá tơi tả. Vì từ trước tới giờ không một chính trị gia nào dám trực diện đương đầu với một liên minh quá hùng mạnh như vậy.
nhưng trái với cách suy nghĩ của tả phái, tưởng rằng họ giở trò ma mảnh nào dù lố bịch cách mấy thì cũng sẽ thành công, bởi vì chẳng cá nhân hay tổ chức nào đủ khả năng chống lại họ. Nhưng giới người vô thần chưa hiểu rằng Đức Chúa Trời mới là đấng làm cho thành hay phá hủy mưu định của người ta. Như người xưa vẫn nói, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Có nhiều lời tiên tri từ Chúa không phải mới đây, nhưng đã có từ nhiều năm trước, cho biết kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 sắp tới. Tuy vậy, từ đầu năm cũng đã có lời của Đức Chúa Trời xác nhận một số sự việc. Vậy thì thưa mục sư, ở Đức Chúa Trời đã cho biết những điều gì vậy? Điều đầu tiên mà người có một chút khôn ngoan, không cần phải có ơn tiên tri, cũng biết chắc rằng cuộc đàn hạch truất phế Tổng thống Mỹ Donald Trump của phe tả ở Mỹ sẽ chẳng đi đến đâu hết, mà còn bị thất bại thảm hại. Đức Chúa Trời đã cho biết trước việc truất phế này từ năm 2014, trước khi Donald Trump thông báo sẽ ra tranh cử để đại diện cho đảng Cộng hòa Mỹ. Bây giờ, Chúa còn cho biết thêm những kẻ chủ trương việc đó đều là dại dột, bởi vì chẳng phải họ chống đối một người, nhưng chủ ý của họ là chống lại chương trình tốt lành của Chúa dành cho nước Mỹ trong nhiều năm sắp tới. Sở dĩ các mưu định ấy là dại dột, vì làm như vậy chẳng khác nào lấy bàn chân trần đá vào mũi đinh sắc nhọn, thì hậu quả là lãnh đủ sự đau đớn. Thưa mục sư, thì còn kết quả của cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội cuối năm nay thì sẽ ra sao? Đức Chúa Trời cũng đã cho biết trước việc Donald Trump sẽ làm tổng thống hai nhiệm kỳ từ trước khi cuộc bầu cử năm 2016 xảy ra. Cho nên Trump sẽ tái đắc cử lần này vẻ vang hơn lần trước. Chẳng những vậy, ngày 19 tháng 3 năm 2017, mục sư Hank Kuhneman ở Omaha, Nebraska cho biết Đức Thánh Linh truyền ông phải thuật lại điều ông được nghe là những sự cãi cọ, hãm hại nhau và chia rẽ ở đất nước này phải chấm dứt. Những vụ ồn ào, lớn tiếng tố cáo này nọ thì không đến từ Chúa. Họ họp kín đáo với nhau mà không biết rằng Chúa thấy và nghe hết mọi âm mưu mà họ cố ý tạo ra khó khăn cho đất nước và nội các này. Chúa phán rằng họ sẽ thất bại. Vài tiên tri còn quả quyết rằng cả hai viện quốc hội, Thượng viện và Hạ viện đều sẽ do các đồng minh của Trump nắm giữ. Sẽ không còn những vụ ngăn trở hay làm khó dễ các chính sách và chương trình ích quốc lợi dân của Trump. Chúa còn cho biết trong cuộc bầu cử mùa thu năm nay, các thế lực chống Đức Chúa Trời sẽ thất bại đắng cay. Những việc đó sẽ xảy ra để mọi người nước Mỹ thấy rằng những kẻ lập mưu chống Chúa sẽ bị tai họa quay ngược, giáng xuống trên họ. Wow! Vậy thưa mục sư, thì tại sao Đức Chúa Trời cho biết trước thì chắc chắn sẽ xảy ra? Muốn biết rõ lời giải đáp cho câu hỏi này thì phải nghe chính lời Chúa phán ở trong sách tiên tri Ê-sai chương thứ 55 từ câu 10 tới câu thứ 11. Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nảy lộc, để có hột giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời của ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý ta muốn và hoàn thành việc ta giao. Đức Chúa Trời không phải như người ta bất lực và bất năng, vì lời nói của loài người không có gì chắc chắn sẽ được thực hiện, và người ta thay đổi ý kiến luôn. Nhưng Đức Chúa Trời không phải như vậy. Những gì Ngài đã định và nói ra rồi thì Ngài sẽ thực hiện cho đến khi nó hoàn toàn thành tựu. Vì thẩm quyền lời phán của Ngài thì không ai ngăn trở được. Thưa mục sư, thì vậy thì về tương lai và phía trước mắt ở nước Mỹ thì sẽ như thế nào? Chúa phán rằng Hoa Kỳ không giống như Sodom và Gomorrah bị thiêu hủy bởi sự trừng phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nước Hoa Kỳ sẽ ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời và được Ngài thương xót một cách đặc biệt. Nước Mỹ sẽ tiếp tục được thịnh vượng về kinh tế như đã bắt đầu thịnh vượng từ đầu năm 2017. Mặc dù những lời dọa dẫm, những tiếng nói bi quan mơ ước rằng kinh tế và thương mại của Mỹ sẽ bị suy sụp,
để họ có cớ chỉ trích và chống đối đảng cầm quyền. Đức Chúa Trời nói qua các vị tiên tri rằng, ai có đức tin nơi Ngài thì đừng tin những lời nói bi quan của kẻ ác, mà cứ tin tưởng thiện ý của Ngài dành cho đất nước Hoa Kỳ. Những kẻ thuộc phe công khai chống hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ bị tai họa và một số sẽ bị chết yểu. Những hãng truyền thông chuyên tung tin giả lừa bịp nhiều người Mỹ lâu nay thì sự dối trá của họ sẽ bị phơi bày trước công chúng. Sẽ có những sáng chế mới rất quan trọng, các loại thuốc và khả năng chữa trị bệnh nan y. Những ai thờ kính Chúa sẽ được Ngài ban phước dồi dào. Thưa mục sư, thì còn những người ở bị giới truyền thông Mỹ lừa bịp thì họ sẽ có thái độ sai trật như thế nào ạ? Đức Chúa Trời luôn luôn chờ đợi người ta ăn năn tội lỗi để cứu họ. Ngài chẳng bao giờ vui khi kẻ ác bị trừng phạt. Kinh Thánh ở trong thư Phi-e-rơ thứ 2, chương 3, câu 9 phần B, nói như thế này. Chúa không muốn một người nào chết mất, mà muốn mọi người đều ăn năn. Vì lý do đó, chỉ những kẻ nào là thủ phạm, chủ mưu truyền bá sự dối trá để lừa gạt người khác, dù đã bị vạch mặt, cảnh cáo, nhưng vẫn không từ bỏ thói xấu, mà còn tiếp tục dấn sâu vào lối sống dối trá và lừa bịp, thì những kẻ đó sẽ bị thiên đàng trừng trị. Còn những người là nạn nhân của sự lừa bịp thì Chúa cho họ có cơ hội để trở lại biết sự thật. Lúc ấy họ sẽ có sự lựa chọn, hoặc là ăn năn từ bỏ những sự sai lầm của mình, hoặc là cứ tiếp tục đi theo khuynh hướng chính trị mà họ biết là xấu. Thì được cứu rỗi hay bị phạt là dựa vào quyết định mà họ lựa chọn sau khi đã được cho biết sự thật. Thưa mục sư, vậy thì trong tương lai của hội thánh chung trên toàn thế giới sẽ ra sao? Chúa bảo bà Kat Kerr hãy nói lại với con dân Ngài rằng hãy tin cậy Ngài và lời Ngài. Đừng tin các thứ gọi là kinh thánh đã bị người ta sửa đổi theo ý muốn của con người. Ví dụ, một số sách tự xưng là kinh thánh đó nói rằng mọi người không loại trừ ai, kể cả quỷ Satan, đều sẽ được xóa tội, hoặc mọi người đều sẽ được vào thiên đàng mà không cần ăn năn tội lỗi gì hết, nghĩa là không cần sự chết hy sinh của Đức Chúa Giê-xu chuộc tội cho nhân loại. Vậy những ai quan tâm tới tiền đồ của hội thánh phải tránh xa các tà thuyết tương tự như vậy. Đừng tin các lời nói dối. Ai đã biết mình là con cái của Chúa thì hãy nói sự thật, chân lý, sự sống và hy vọng cho người khác nghe. Những người ấy sẽ được Chúa ban phước. Hãy tin cậy những người sống đời thánh thiện, không mở miệng nói ngôn ngữ tục tiểu và không dính líu tới sự thờ hình tượng. Hội thánh thật của Chúa sẽ phô bày quyền năng của Đức Chúa Trời hằng sống. Lý thuyết vô thần sẽ thất bại, vì Chúa sẽ loại trừ và quét sạch tà thuyết ấy. Tương lai trước mắt là những ngày đầy hào hứng đối với những ai thuộc về Đức Chúa Giê-xu Christ. Ma quỷ sẽ sợ hãi con cái Chúa. Thưa mục sư, thì tại sao lâu nay ma quỷ không sợ hãi tín đồ của Chúa mà bây giờ chúng lại sợ hãi vậy? Ma quỷ không sợ vô số tín đồ của đạo Chúa, vì họ có danh là tín đồ mà không biết mình là ai, được tạo dựng theo hình ảnh của ai, không có một chút uy quyền tâm linh nào, vì đa số chỉ là tín đồ của Chúa trên danh nghĩa. Sự thật thì không có sự hiện diện của Chúa trong lòng. Nhưng trong thời gian tới, sẽ có nhiều người nhận ra mình thật là con cái của Đức Chúa Trời và được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Ma quỷ sẽ sợ hãi những người có sự hiểu biết đó, vì khi họ hiểu ra thì họ nhận biết uy quyền mà họ có là uy quyền của thập tự giá Đấng Christ. Thưa mục sư, thì uy quyền của thập tự giá Đấng Christ là gì? Và quyền ấy từ đâu mà tín hữu họ lại có? Việc này thì Kinh Thánh đã bày tỏ lâu rồi. Những ai thật lòng tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu chết để chuộc tội cho nhân loại, trong đó có cá nhân mình, rồi hiểu rằng mình đã được chôn với Đức Chúa Giê-xu qua phép báp têm, thì được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Sở dĩ tín hữu được cùng sống với Đấng Christ vì mọi tội lỗi của mình đã được tha thứ. Sự tha thứ diễn ra theo lời Kinh Thánh
chép trong thư Côlôse chương 2 câu 14 và câu thứ 15. Ngài đã hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta. Ngài loại bỏ bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá. Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng và bêu chúng ra giữa thiên hạ. Các quyền thống trị và các thế lực mà lời Kinh Thánh nói ở đây chính là những tà thần, ác linh, cũng gọi là ma quỷ, chống nghịch Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đã dùng thập tự giá đánh bại chúng, thì uy quyền của thập tự giá Đức Chúa Giê-xu có giá trị vĩnh viễn. Tín hữu được uy quyền ấy khi đã chịu đồng chết và đồng sống lại với Đức Chúa Giê-xu bởi sự xưng nhận công khai qua phép báp têm trầm mình trong nước, biểu tượng cho sự chết và bị chôn, rồi lên khỏi nước, tượng trưng sự sống lại. Cho nên, khi tín hữu hiểu biết về uy quyền mình đang có là uy quyền của Đức Chúa Giê-xu, thì thế giới tối tăm phải sợ hãi, bởi vì tất cả chúng nó đều khiếp sợ Đức Chúa Giê-xu. Thưa mục sư, vậy thì trong thập niên này còn có một điều gì hào hứng nữa không ạ? Các tiên tri của Đức Chúa Trời cho biết thập niên này sẽ là thập niên của sự sống. Bởi vì tà thuyết về quyền lựa chọn và làm chủ thân thể của phụ nữ sẽ bị đảo ngược. Kể từ khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hợp pháp hóa quyền phá thai của phụ nữ Mỹ, thì theo số liệu thống kê, phán quyết đó dẫn đường cho giới người thích hưởng lạc thú xác thịt nhưng không muốn nuôi con đã quyết định giết chết ít nhất là hơn 61.630.000 thai nhi từ năm 1973 tới năm 2017. Còn những vụ phá thai kín đáo hay lén lút thì không ai đếm nổi. Mới đây, tả phái ở Mỹ đã thúc đẩy một số tiểu bang hợp pháp hóa sự phá thai cho tới giờ sinh. Cho nên, đảng Dân Chủ phái tả ở Mỹ là đại diện cho sự chết. Đức Chúa Trời sẽ đảo ngược tình trạng đó, để sự sống sẽ lại được tôn trọng. Wow, vậy thưa mục sư, thì con cái Chúa có được tham gia vào vận hội mới bảo vệ sự sống hay không? Nếu ai biết mình là con cái thật của Chúa, đang sống và hít thở khí trời, thì hãy biết rằng mình đã được Đức Chúa Trời chọn lựa cho tham gia vào vận hội mới. Vậy hãy cẩn thận, đừng để lý trí, ý chí và cảm xúc của mình bị bơm đầy những lời dối trá và sự nghi ngờ. Để làm điều đó trong kỳ bầu cử tới đây, hãy chọn các ứng cử viên nào ủng hộ sự sống và bỏ phiếu một cách khôn ngoan. Những ai chọn đường lối và chương trình của Chúa thì sẽ được bảo vệ cách thần thượng. Còn những ai công khai chống Chúa, đứng về phe của thế lực tối tăm và ủng hộ sự chết thì sẽ gặp tai họa và thậm chí lăn ra chết bất ngờ. Thưa mục sư, còn những người theo đường lối của Chúa thì có được lợi ích gì nữa không ạ? Từ thuở xưa, Đức Chúa Trời vẫn luôn ban sự giàu có dư dật cho những người tin cậy, thờ kính và vâng theo sự chỉ dẫn của Ngài. Ví dụ như khi Isaac, con của Abraham, bị người Philistine ganh ghét đuổi ra khỏi lãnh thổ của họ, ông dẫn cả gia đình trở lại Beersheba, nơi trước kia cha của ông đã lập giao ước với lãnh chúa Philistine là hai bên sẽ không hãm hại nhau. Đang khi ở đó, thì Đức Chúa Trời hiện ra với Isaac trong chim bao và phán ở trong sách Sáng Thế Ký chương thứ 26 câu thứ 24: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, cha của con, đừng sợ, vì ta ở với con, ta sẽ ban phước cho con và làm cho dòng dõi con gia tăng, vì Abraham là đầy tớ ta. Nguyên tắc ấy vẫn áp dụng cho bất cứ người nào tin cậy, thờ kính, vâng lời và đứng về phía Đức Chúa Trời trong mọi vấn đề đạo đức. Vậy thì thưa mục sư, sự ban phước của Chúa cho những người ấy sẽ như thế nào? Người Á Đông phân chia phước, lộc và thọ thành ba thứ khác nhau. Nhưng phước của Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài thì có đủ ba lĩnh vực mà người ta mong ước. Sự bình an khỏe mạnh, được bảo vệ an toàn, vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ và đầy đủ, thậm chí dư dật là lời Chúa hứa cho ai là con cái thật của Ngài sẽ được hưởng trong thập niên bắt đầu từ năm nay. Thưa mục sư, thì mục sư hay nhắc đến câu con cái Chúa thật, chẳng lẽ có con cái Chúa giả hay sao? Đó là sự thật.
con cái thật là những người thật lòng tin Chúa, tâm linh của họ được Ngài biến đổi theo ý muốn thánh thiện của Ngài. Còn những người chỉ mang danh là tín đồ, nhưng chỉ là người theo đạo, giữ các luật lệ và nghi lễ của giáo hội, mà trong lòng vẫn thuộc về thế gian, vì sự ham muốn vinh hoa thế gian chưa bao giờ lìa khỏi lòng những người đó. Do đó, họ chưa phải là con cái thật, vì chưa trải qua sự sinh lại của tâm linh do quyền phép của Đức Thánh Linh. Vậy thì những người ấy phải làm thế nào để được làm con thật của Chúa, và làm sao tín đồ biết mình đã thật được Chúa biến đổi hay chưa? Theo lẽ thường, người nào không biết mình đã được biến đổi hay chưa thì chắc người đó chưa được, vì chưa trải qua kinh nghiệm được biến đổi. Mặc dù không thể lấy các cảm nhận của thể xác làm ví dụ cho sự biến đổi trong tâm linh, nhưng người có tâm linh được biến đổi sẽ biết rõ mình đã được đổi mới, bởi vì người đó thấy mình phải trút bỏ những ước muốn và giá trị cũ mình vốn có để vui mừng mang các giá trị mới trong tâm tính mới. Quyền phép biến đổi tuyệt vời của Chúa là như vậy. Từ sự nhận thức đó, người ta mới biết rằng việc được làm con cái thật của Chúa không phải nhờ nỗ lực riêng của mình mà đạt được, bởi vì sự biến đổi bề trong là do tác động của quyền phép Đức Thánh Linh trong lòng người tin. Đức Chúa Giêsu đã giải thích rõ điều đó cho giáo sư Do Thái tên là Nicodem, khi ông ấy hỏi Ngài việc sinh lại làm thế nào xảy ra được, chép trong sách Phúc Âm Giăng chương 3 câu thứ 8. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng gió nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Điều kiện để được biến đổi là thật lòng tin Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa giáng trần chuộc tội cho nhân loại. Thưa mục sư, vậy thì tại sao nhiều người theo đạo rất là thành tâm mà lòng chưa được biến đổi? Đức Chúa Giêsu và cả Kinh Thánh Tân Ước chưa bao giờ nói rằng người nào thành tâm theo đạo, nghiêm chỉnh giữ các lễ nghi và luật lệ của giáo hội thì sẽ được biến đổi hay tâm linh sẽ được sinh lại. Người ta chỉ được biến đổi khi tiếp nhận chỉ một mình Đức Chúa Giêsu làm đấng cứu tinh của mình, ăn năn tội lỗi để được tha tội, rồi sẽ được quyền phép của Đức Thánh Linh biến đổi con người bề trong của mình. Vì chỉ có Đức Chúa Trời mới cứu được chúng ta, chứ chẳng có tôn giáo hay giáo hội nào có thể cứu được loài người. Sở dĩ có quá nhiều người theo đạo mà chưa được biến đổi là vì tuân theo lời dạy của đạo mà xa lạ với lời dạy của Chúa. Thưa mục sư, thì những trường hợp như vậy thì người ta phải làm sao ạ? Tín đồ chỉ cần thành tâm trở lại với lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh thì sẽ được biến đổi như mọi người khác. Sẽ có một số người gặp khó khăn vì ở trong đạo đã lâu năm, đã quen tuân theo các luật lệ, nghi lễ và sự dạy dỗ của đạo. Muốn bước ra ngoài hay thay đổi để theo Chúa thì không dám. Những người ấy phải lập quyết định theo Chúa thay vì trung thành với tổ chức của loài người. Ở trong sách Matthew chương thứ 10 câu 38-39 thì Đức Chúa Giêsu phán như thế này: ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì chẳng xứng đáng với ta. Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì ta mà mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Ngày xưa theo Chúa có thể bị mất mạng, nhưng ngày nay không còn như vậy nữa. Kính thưa quý khán thính giả, nếu quý vị cần hỏi thêm điều gì, xin vui lòng gọi cho chúng tôi ở số 281-818-5167. Quý vị có thể hỏi trên email ở ht.khởi đầu mới@gmail.com hoặc gửi thư tới địa chỉ 15178 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77083, hoặc đến gặp chúng tôi lúc 10 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi hội luận hôm nay. Con rất là cảm ơn mục sư đã cho một niềm tin mới trong thập niên 20 và 30. Và kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình của chúng tôi đã hết giờ. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.